Samsung AI TV và loa thanh Q Series âm sắc đỉnh cao, thanh hạng giải trí. Là một đời khác thay cho anh đúng không? Một trời này từng ngập nắng đến khi mình xa rời. Một ngày mưa rơi chẳng xóa anh khuyên em hết lời. Người chọn này liệu chẳng có cho em được thánh thời? Chẳng cần làm gì on grab my stead rồi nghỉ ngơi. Yeah, baby, hãy cứ lướt ra khỏi tâm trí anh thế đi. Đừng nghĩ anh ti những thứ tình yêu petty. Cầm theo cả VCA, rolling time on the bank, cô đừng làm sát luôn cả cái nét nơi đây. Em nghĩ đi nghĩ đi, baby girl em nghĩ đi. Chỉ vì em mà love và lỡ như vì người khác em bước mi. I just wanna make you blow your mind. Chỉ muốn những gì họ có nhưng đâu biết em sẽ bị bỏ xó trong tương lai. Nghĩ đi nghĩ đi. Because I know you. Không quan tâm anh nói gì vì giờ đã trễ để nói câu nếu thì. Cause I know shouldn't let you go. Trái tim anh em đã lấy đi đâu. Nhưng đợi thời gian thay cho câu trả lời. Để rồi sẽ mãi yêu em không nghĩ ngợi. Cause I know shouldn't let you go. My love for you you never know. Cruel and ready. Yeah, I'm born again. เดี๋ยวจะมีโอกาสได้กลับมาฉันไม่เคยจะชอบมันเลยสักครั้งทุกครั้งที่จะลาเพราะเธอได้เป็นสิ่งเดียวที่ตัวฉันเองได้โอบิกาตั้งใจทุกสิ่งที่เธอวิ่งตามก็จะต้องมีว่าจะต้องตามล่ะก็ไม่เคยเลยสักคืนที่ตัวฉันจะไม่ปวดใจก็ไม่เคยเลยสักคืนที่ตัวฉันจะไม่เสียใจแต่ตอนนี้มีสิ่งหนึ่งที่อยากจะพูดไป If you want that you want to get it baby ให้คุณรู้สักคนต้องที่ยังแน่ดีดึงเงียบดึงยังทุ่มที่นิ้วไปตีกำเท่ากับ VCASo đừng mang rồi đừng làm rất luôn các cái nên ở đây em nghĩ đi nghĩ đi, baby girl em nghĩ đi. Chỉ vì em mà lao vào lưới những viên người khác em mất đi. I just wanna make you blow your mind. Thế nhưng em chỉ muốn những gì họ có nhưng đâu biết em sẽ bị bỏ xó trong tương lai. Nghĩ đi nghĩ đi. Because I know you. Không quan tâm anh nói gì, vì giờ đã chế đến nơi còn nếu thì. Cause I know shouldn't let you go. Trái tim anh em đã lấy đi đâu? Vì để thời gian thay cho câu trả lời, để rồi sẽ mãi yêu em không nghĩ ngợi. Cause I know. Giờ đã chế để nói còn nếu thì baby girl. Mình để thời gian thay cho câu trả lời. Để giờ sẽ mãi yêu em không nghĩ ngợi. Anh giang tay đón cánh hoa tàn đang chờ trọi giữa bãi đất hoang. Em chỉ biết yêu thương mình khi không còn ai nghe em thở than. Không quan tâm mình nói gì, vì giờ đã chế để nói câu nếu thì. Cause I know shouldn't let you go. Trái tim anh em đã lấy đi đâu? Mình đợi thời gian thay cho câu trả lời, để rồi sẽ mãi yêu em không nghi ngờ. Cause I know shouldn't let you go. My love for you you never know. Chẳng quan tâm về những lời khuyên mà anh đã drop vào tai. Mong là
Samsung AI TV và loa thanh Q Series âm sắc đỉnh cao, thanh hạng giải trí. Các bạn thân mến, các bạn còn sức không? Khán giả gì mà đáng yêu dữ vậy? Tiết mục kế tiếp, những anh trai sẽ kết hợp với vị khách mời đến từ Thái Lan của chúng ta. Và đó là ai ạ? Chính xác, đó chính là Nano. Ngay bây giờ, mời các bạn sẽ cùng đến với tiết mục mà chúng ta đang rất là chờ đợi để xem là vị khách mời Thái Lan sẽ mang đến phần trình diễn như thế nào. Với tiết mục Don't Care, xin mời các anh trai ạ. Tôi nói thật, với độ nóng này, mình không biết là show đêm nay mấy giờ sẽ hết. Bởi vì các chàng trai này so hot. Nè, khoan, xí, cho tôi một phút, yên lặng, bình tĩnh lại. Cho tôi hỏi thật sự là, ở đây ai là fan của ai vậy hả? Từ từ, tôi đọc tên lại lần nữa để tôi coi ai vỗ tay to hơn nha. Tại vì tôi thấy là âm lượng là gần như nhau. Cho tôi nghe lại một lần nữa, ok. Ai là fan của Negip ạ? Rồi đi, lớn. Ok. Đúng rồi, phải vậy đó. Ok. Ai là fan của Gin Tuấn Kiệt ạ? Ai là fan của Quán Hùng ạ? Ai là fan của Isaac ạ? Anh Thành ơi, em áp lực quá, em ở cuối anh Thành ơi. The last one. Ai là fan của Vũ Thần ạ? Trời ơi mọi người. Em Lai ơi, anh hỏi thiệt, em là thần thánh phương nào mà em có cái sức cuốn hút gì mà dễ sợ vậy? Dạ, chắc là em may mắn là em đứng cuối hàng thôi. Mà lúc nào cuối hàng thì em nghĩ là sức nóng của mọi người cũng đâu tập trung về đây. Đâu mọi người, vỗ tay cho Thịnh đi mà. Ở mọi người nhiều lắm ạ. Cho hỏi đội trưởng Isaac là với một cái độ tuổi mà cách xa mọi người như vậy thì mình có khó khăn gì trong việc connect mọi người lại không? Đội em đổi đội trưởng rồi, đội trưởng mới đây là Negip. Ủa vậy hả? Sao vậy? Ủa? Em thấy em ơi, em làm được gì cho nhóm? Dạ, em nhảy cũng hay, hát cũng hay, mà chơi rap cũng đẹp. Nhưng anh thấy là đội trưởng này cọc quá, nói chuyện chân mày câu quá. Ủa vậy hả? Đem nhả ra bớt. Cho hỏi nhóm em là tinh thần thế nào ạ? À? Dạ, tinh thần của tụi em là chơi vui vẻ nhưng mà thắng thì càng tốt. That's good. Quang Hùng ơi, đây là cái lần đầu tiên mình diễn tại sân nhà ở một sân khấu lớn như vậy, thì cái tâm lý, cái buổi đầu tiên của em như thế nào? Thật sự là hiện tại thì bây giờ em đang rất là run. Tại vì đây là một sân khấu mà Hùng nghĩ là Hùng đã mơ từ 10 năm trước rồi. Và trong cái quãng đường làm âm nhạc của em thì em nghĩ là chưa có khi nào mình được gọi là debut cả. Và hy vọng trong chương trình này em sẽ được debut. Cảm ơn mọi người rất nhiều. Có nghĩa là Quang Hùng Master D sẽ debut tại Việt Nam. Đây là lần đầu tiên nha. Ok, chúng ta sẽ cùng ủng hộ cho bạn ấy. Người ta thì đang thắc mắc là không biết là sao đám cưới là Gin Tuấn Kiệt còn hát nổi không em? Dạ ổn anh, sau cái đám cưới em cảm thấy em rất là sung sức và em hát tới cái gì luôn ạ. Puka vẫn còn để em thở đúng không ạ? Dạ vẫn còn ạ. Ok, và cho tôi biết là các bạn có gặp khó khăn gì trong việc trao đổi với anh Anon Thái Lan không ạ? May mắn thay thì tụi em có một người bên không ngoại giao, đó là anh Isaac. Đó thì luôn gọi là cái miếng nó cục mũng không? Đội trưởng này ăn nói hơi vụng về xíu cho quý vị nha, thông cảm cho em đó. Ok, bây giờ sẵn sàng chưa? Mời các anh trai vào trong chuẩn bị mang Nanon ra đây với tiết mục Don't Care. Ngày đầu tiên mặc dù chương trình sắp một khoảng thời gian thu rất là lâu nhưng mà anh em thu mãi vẫn cảm thấy là chưa có ân ý. Lúc đầu thì do là cái lời bài hát này nó nhiều chữ quá thì anh em cũng có chỉnh sửa một chút xíu để cho nó ngắn gọn lại và chắc chắn hơn trong câu hát. Ti rất là hỗ trợ và đặc biệt là songwriter, người sáng tác ca khúc này rất là support khi mà đồng ý cho anh em sửa lời thoải mái. Trong cái phần chorus của cái bài hát này á, mỗi người đều có một cái câu viết riêng của mình. Hải giác cảm thấy wow, không có nghĩ là có một cái sự kết hợp nó nhuần nhuyễn như vậy. Trộn vía là khi mà thu thì Hùng cảm thấy mọi thứ rất là ok, tổng thể khớp vào với nhau.
Don't scare, don't scare. Don't scare, don't scare. Don't scare. 1, 2, 3, don't scare. Cảm ơn ông trời đã đem bốn tình yêu này đến với đời tôi, bởi vì mọi thứ đang rất là dễ dàng. Nhưng mà chắc chắn là cả năm anh em đều sẽ phải vượt qua rất là nhiều cái khó khăn sắp tới nữa. Rồi coi bài nhảy bên chương trình gửi chưa? Khó đấy. Khó ha. Mình cứ tập đi rồi sau đó anh với biên đạo sẽ cùng coi lại và làm cho động tác của nó tinh gọn lại á. Dạ, em chắc là phải bơi rồi. Bơi theo anh em. Quăng theo cái phao. Ủa, nhưng mà em có kinh nghiệm nhảy rồi đúng không? Là em cũng chưa, nhưng mà em sẽ cố gắng. Ủa gì nhớ có ai có kinh nghiệm nhảy rồi em? Em chưa. Nhóm mình là có mỗi hai người dancer. Ủa? Thì tôi cũng chân hững đó, tại vì thực ra là tôi cũng coi Vũ Thịnh trên TikTok thấy cũng nhảy dữ lắm. Nói chung là mọi thứ là cái sự tưởng bở của tôi thôi. Đi gíp, để giặt chuông em luôn này, hay ghê không? Phần cứng. Dạ, alo anh. Em yêu đâu rồi? Gíp mấy tiếng em tới. Trời, đợi em xíu anh ơi, trời kẹt xe quá à. Cho em xin lỗi nha. Ok, bye. Dạ, ok. Những hôm thu âm thì nó không tới trễ người ta. Có anh ạ, lúc nào đi chế. Ủa vậy hả? Chết rồi, là phải phạt tụi nó rồi. Ôi! Đúng giờ không? Em trễ giờ mà còn tiểu phẩm nó hết đất 30 cái. Ý! Ơi! Nhi kiếm bà. Xin lỗi cả nhà. Ủa đây này. Thật ra thì cũng kẹt xe. Cũng nhiều thứ lắm. Chứ không phải là tại vì em cố tình đi trễ đâu. Dạ. Vô thấy mọi người cũng ngồi đủ hết rồi thì thật sự lòng rất đau. Bây giờ mình phải tập cái tổ hợp của chương trình bắt buộc. Tại vì cần phải biết trình độ khả năng của mấy bạn ra sao. Đừng có liếc vậy, nói chuyện nhìn thẳng đi, đừng có liếc. Vậy thì bây giờ mình vô tập đi ạ. Bùm bùm. Sao? Mình bớt tin được không? Làm riết nó quen đó. Phải, thằng bé nó không có tưng đâu anh. Mà cái trong người nó tự tưng. Đúng rồi, trong người có cái lò xo á anh. Đâu làm lại xem, phải lập 2, 3. Trong lúc tập luyện mọi người rất là hay quăng miếng để cho cái không khí cái buổi tập nó vui vẻ hơn, nó gắn kết hơn. Trời ơi, thấy cái nhóm này là nít dữ nhiều á. Tập đi không, nó tập nó tấu hài không à. Anh nói thiệt, mấy đứa có sợ bị loại không? Ôi chết, sao căng quá vậy? Có vẻ trời cũng khá là nóng. Cái câu chuyện là khi nhảy nhóm á, là mình phải nhìn nhau, phải tự động mình chỉnh lại để cho đều hết tất cả mọi người. Lại okay, nha. Ok, anh lại nữa. Ráng nè mọi người. Nói chung là mình tập cái gì mình thuộc cái đó, mình mới move on tiếp. Chứ không thôi là nó sẽ rối hết. Đếm lại đi Nhi, Nhi đếm lại mà. Hai đi. Lan Nhi, dựng bài này rất khó. Khó kinh khủng khiếp luôn mà Isaac nó hơi chết. Sao mấy bạn này nhảy được? Cảm thấy như là em đang bơi ở ngoài biển vậy. Nhi Gip thật sự rất lo cho team mình. Chưa ổn, làm lại lần nữa. Đã chế để nói câu nêu. Thi, khoan, chưa đều. Nè, dáng Thịnh hơi sai nè. Một động tác thì ảnh có thể tập lại khoảng 12, 14 lần. Chỉ là đúng một cái này thôi. Một cái này thôi là phải làm cho đều. Trong tổng thể bài hát thì mình nghĩ là sẽ rất nhiều đoạn khó. Nhưng mà mình không nghĩ là cái đoạn đó là cái đoạn khó nhất. Lại đi. Bản thân Isaac đã OCD và overthinking rồi cho nên Isaac lo rất là nhiều. Isaac muốn là khi mà đã xuất hiện rồi thì cái phần biểu diễn nó phải hoành tráng nhất có thể. Và nó phải thể hiện được cá tính, tinh thần của team Isaac. Ok. Tuyệt vời. Mọi người dễ lao đi ạ. Đúng là ngân hàng quốc tế VIP thật là chu đáo. Có nước có khăn nữa. VIP dẫn đầu xu thế thẻ. Tuyệt vời. Chưa kịp gặp Na Non luôn. Ngày hôm nay mới được gặp Na Non ngày đầu tiên để tập bài này và ngay trên sân khấu này luôn. 50 điểm của chương trình hả, nuốt dễ như cái khoai luôn. Thật ra cũng lo đó. Cả nhóm chỉ có được một ngày tập với Na Non và ngày hôm sau thì là anh em đã phải quay rồi. Nhưng mà Isaac nghĩ là lo thì cũng chẳng làm được gì. Cho nên là thay vì lo thì tất cả các anh em cùng nhau tập luyện cho thật tốt cái phần của mình trước. Trộm vía, Na Non cũng rất là hợp tác và bạn cũng chịu khó chạy đi chạy lại cho cái ngày mà bạn vừa bay vào Việt Nam. Mặc dù không tập luyện gì với nhau nhưng mà cái sự kết nối về mặt năng lượng của Sinonkhe và Na Non nó rất là tốt. Khách mời của chúng ta rất là dễ thương cho nên là cái sự phối hợp của các anh em nó rất là nhịp nhàng. Xin nghĩ là một cái nhóm làm việc tốt á thì cần phải có sự gắn kết và giao lưu, được gặp gỡ và tiếp xúc với Na Non nhiều á sẽ là một cái để có thể hiểu bạn và sắp xếp cái tiết mục hoàn chỉnh và hay nhất.
Nhưng mà có một điều, hôm mà chạy chương trình xong thì ban tổ chức nói là team tụi em là team không đều nhất trong tất cả các team. Vừa qua hôm sau quay rồi, lúc đó Isaac như là team muốn rớt xuống một nhịp, không biết làm sao nữa bây giờ. Chú Thịnh nhìn thấy được cái áp lực của anh Isaac khá là lo lắng, bởi vì là bài chưa đâu vào đâu cả, vừa tập bài nhóm vừa tập bài của liên quân nữa, nên là cái gánh nặng ở trên vai rất là lớn. Lúc nào anh cũng cười nói mọi người, nhưng mà có một góc nào đó anh ngồi anh suy nghĩ và anh buồn thì thật sự. Khi mà thấy anh Sái căng thẳng thì chị cảm thấy cũng rất là lo, cũng muốn là san sẻ với ảnh một chút xíu để cho ảnh vui vẻ trở lại. Isaac nghĩ là hard work pays off, gạo mà không chín thì chín phân nửa cũng được. Hy vọng Đông Khe sẽ là một bản biểu diễn thật là cảm xúc, bởi vì anh em cố gắng rất là nhiều. Ta rất là tự hào về các thành viên của team Đông Khe nha. Team Đông Khe vẫn còn mọi người nghe. Và vị khách mời đến từ Thái Lan, Nano. Phải nói là ở đây cháy hết năng lượng với lại tiết mục này đấy. Cảm ơn các bạn là những khán giả rất là tuyệt vời. Và trước tiên phải hỏi vị khách mời của chúng ta, đúng không ạ? How do you feel after the performance? I'm so excited and I feel good to show with you guys. Yeah. Good to see you too. Thank you so much for coming here and join us. But do you have some difficulties when working together? Oh no, my problem is personal. Okay. Because I have a lot of work, I don't have more time to work with you for practice. Yeah. But I think we're a good team, right? Yes, we did a good job. Yeah. Yeah. Thank you. รู้สึกดีใจมากๆครับแล้วก็รู้สึกว่าทุกคนเพอร์ฟอร์มได้อย่างดีเยี่ยมครับผมแล้วก็คนเก่งมากแล้วทุกคนตั้งใจซ้อมมากๆด้วยเรื่องเวลาของตัวผมเองแล้วเลยแบบว่าไม่ได้เวิร์กกับทีมมากกว่านี้อะไรอย่างเงี้ยไม่รู้ว่านอกจากโอกาสนี้แล้วจะมีโอกาสไหนที่แบบเราจะได้ทำอะไรทีมผมนี่คือสุดยอดเก่งทุกคนนะครับผมหวังว่าจะมีบุญในการติดท็อป3บ้างนะครับ I hope that you're having very great time here to enjoy the performance không biết mọi người có thích không ạ? Báo nhẹ cho cái người đàn ông mà nói là mình coi như lần đầu tiên debut ở Việt Nam biết là có một số fan đã bay từ Thái Lan qua Việt Nam. Cho tôi coi fan from Thailand who? They're from Thailand too. Yeah, he has a lot of fans in Thailand. You fly here from Thailand? FC Music Quang Hung Masi from Thailand. Thank you. Single or married? Độc thân. Bạn cũng phải độc thân. Đến đây bị quan phụ master đi. À, sao quân khá. Quân khá. Trời hay quá. Bây giờ kêu gọi bình chọn. Vô đúng môn rồi anh ơi. Chúng ta có mã số 01 Vũ Thịnh. Mã số 02 Negin. Mã số 03 Isaac. Mã số 04 Quang Hùng Mastery. Và mã số 05 Gin Tuấn Kiệt. Vậy Gin đứng bên này cho các bạn dễ nhớ. Ok. Nanon khỏi chọn. Nanon chỉ cần thả tim. Trước khi kêu gọi thì Isaac cũng muốn chia sẻ một điều là chiều nay Isaac có phỏng vấn á, thì mọi người hỏi là lỡ như một trong những thành viên này bị loại thì sao? Thực sự lúc đó mình không có nghĩ là mình đã thương mọi người nhiều như thế này. Chỉ là hỏi thôi mà Isaac cảm thấy rất là xúc động. Thực sự là Isaac không có muốn bất cứ thành viên nào bị loại hết. Đây mới đúng là tinh thần của anh chơi C2. Isaac biết là anh em rất là khó khăn, gần như là bắt đầu từ con số 0 đến ngày hôm nay khi mọi người đứng trên sân khấu nhảy đẹp nhảy đều như thế này, Isaac cảm thấy rất là xúc động. Anh rất là tự hào về các em. Isaac xin mọi người thì hãy bình chọn cho tất cả thành viên của Đông Khe nếu được nha. Cảm ơn mọi người rất nhiều. Cảm ơn Isaac. Mời Vũ Thịnh. Xin chào mọi người, mình là anh trai Vũ Thịnh. Vũ Thịnh ta phải phải yêu, phải thương, phải chiều các bạn. Các bạn muốn gì? Thịnh chiều với nó. Thịnh, Vũ Thịnh. Ôi, ôi. Trời ơi. Quá trời rồi, quá trời rồi. Trời ơi, bây giờ mà bên chỗ mà bất chấp tài sản luôn như vậy. Vũ Thịnh. Vũ Thịnh.
Vũ Thịnh mở màn rồi, có nghĩa là sao ạ? Có nghĩa là mọi người bình chọn là sẽ có quà đó ạ. Quà gì nói cho rõ à? Dạ. Anh làm thế ai, bọn em sao làm lại? Không, không. Rồi bây giờ tới em giới thiệu ạ. Dạ. Anh trai không gia trưởng nhưng vẫn lo được cho em. Em út của nhóm Đông Khe Isaac. Đường, đường anh ơi. Có bấm hay không? Số mấy? Số mấy? Số mấy? Số ba, số ba, số ba. Trời. Tại sao cái chiêu cho quà này hay như vậy mà mấy nhóm trước không làm? Nè Kim, tới em. Kinh nghiệm thôi. Tới em. Alo, alo. Bình tĩnh nè, bình tĩnh nè. Thấy trai đẹp bao giờ chưa? Thấy trai đẹp nhảy hay, rap hay, hát hay chưa? Ở ngoài đời là còn đẹp hơn nữa đó nè. Thấy trai đẹp hát hay thì bình chọn nha. Ok. Negip thì không có quăng áo được tại vì mình cũng ấy lắm. Phải, tại vì Negip có body 6 múi muốn dành cho dòng sau. Dạ, ok. Thôi, mình chỉ có một món quà nhỏ nhỏ này thôi. Đeo tận tay luôn. Một trong những cái nhẫn yêu thích nhất của Negip. Giàu nha. Đâu, bạn nào yêu thương Negip nhất đâu ạ? À? Ở trên Negip đó ạ. Ok, coi như em là may mắn nha. Bầu chọn cho anh nha, ok. Trời đất ơi, thôi chết rồi. Cảm ơn tất cả mọi người. Quang Hùng. Cánh tay của mọi người là tôi nhận thương được không? Nhắm mắt lại. Và Quang Hùng Master D không muốn say bye. Quá trời. Vin. Hello, chào mọi người. Mình là anh trai Xin Tuấn Kiệt. Tuy là mình đã có vợ rồi nhưng vẫn cần vodka. Mọi người á, chớ có nên chần chờ. Kẻo chị thơ buồn. Xin Tuấn Kiệt. Một boss đây ạ. Xin Tuấn Kiệt. Bây giờ Xin thì cũng không có cái gì nhiều. Hay là mình lấy cái cặp găng tay Xin Tuấn Kiệt và Buka được không ạ? Nhá, này là găng tay Xin Tuấn Kiệt đây ạ. Nhá, bên này là Buka nhá. Bây giờ Xin sẽ thả nhẹ ở đây nha. 1, 2, 3. Găng tay Xin Tuấn Kiệt bên này nhá. 1, 2, 3. Yeah, thank you mọi người. Nanon, 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 Nanon. You wanna give something? I don't have something. I have only my heart. I want to give my love for you, everyone. Bấm chọn, bắt đầu. Bấm hết luôn. Chọn hết đâu, mọi người. Bấm hết 5 người luôn. 5 người luôn. Bấm hết 5 người nha. Như một live show ca nhạc ngoài trời vậy đó. Tôi ước gì là quý vị khán giả ở nhà có thể ở trên cái sân khấu này để chứng kiến được cái sức nóng mà khán giả tại hiện trường dành cho mọi người. Ok, thời gian bình chọn đã hết. Một tràng pháo tay nữa cho Team Don't Care và khách mời Nano đến từ Thái Lan. Thank you.